Hôm nay thì nhà Ly ăn trứng hột vịt lộn với lại ốc bơ xào tỏi. Thường ốc này thì mình luộc ăn chấm mắm gừng, nhưng mà hôm nay mình xào bơ xào tỏi ăn thử. Ngon lắm đó, cả nhà cùng vào bếp với mình nha. Ốc này thì mình được một người bạn cho, bạn ấy đã ngâm rửa sạch sẽ hết rồi. Bây giờ mình bỏ vào nồi để luộc sơ một chút xíu nha. Ốc này mình luộc sơ qua thôi nha, mình luộc cỡ khoảng 4 phút. Còn cái nồi bên này á, thì mình luộc trứng hột vịt lộn nè. Đây, xào bơ tỏi thì mình có bơ nha, mình bỏ bơ vào trước thì nó tan chảy ra hết, thì mình bỏ tỏi vào phi thơm. Mình nêm vào đây một chút xíu nước mắm, xíu tiêu đen. Giờ mình bỏ hết cái ốc vào xào nè, cả nhà để lửa cao, xào nhanh tay lên cả nhà nha. Khi mình xào những con ốc này thì mình không nên dùng chảo chống dính, nó sẽ bong hết những cái đồ chống dính ra. Mình bỏ thêm một ít rau mùi tây vào, này làm cho nó dậy mùi thơm ngon lắm cả nhà nghe. Giờ mình cũng đậy nắp lại, mình ôm có khoảng 1 phút thì mình lấy ra mình trộn tiếp nha. Bây giờ thì mình vắt một chút xíu chanh vào nè. Bây giờ là khúc cuối, mình có chương trình sốc nha, sốc cả nhà ơi. Giờ thì mình múc ra dễ để chén thôi, nhìn hấp dẫn không cả nhà. Bây giờ thì mình múc ra, tí nữa mình ăn thử thì qua thử cái hương vị nó như thế nào nha. Amy, xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà đã quay trở lại với Ly Family. Hôm nay có hai nhân vật chính, Oliver. Say hi, Oliver. Good. And Amy. Amy chào, xin chào cả nhà. Hôm nay thì mình ăn trứng lộn. Mình 2, 4, 6, không biết mình ăn có hết hay không. Còn đây là ốc mình xào với bơ tỏi. Dạ, không ăn à? Đây nè, mời cả nhà. Con ăn bánh đi. Con ăn bánh đâu? Ăn bánh của con đâu? Ok, không được nói gì. Ngon quá. Con chấm mẹ. Con chấm, con nói chấm cay lắm. Đây, phải có ớt cả nhà. Yummy. Đúng rồi. Yummy. Con muốn ăn thử không? Nhập màu. Ngon. Yeah, Amy. Amy just want everything. Trứng lộn. You know, trứng lộn. Yeah, big what egg. Mommy, big egg. You know what dao means? I don't know. I know. Vậy luôn hả? Yeah. Mommy. Mommy. Yeah. This is dao. Dao. It's dao. No. What's that, mommy? Ốc. Ốc. Con ăn bánh đi, con ăn bánh. Oh, okay. Mẹ. Đây cả nhà nha, ngon quá. Không sao. Ngon quá. Ngon. Dạ. Cô lẹ nó. Em đi nấu, em đừng có quá. No chai. No chai mọi. Mommy. Dạ. This one is this. Ốc. Ốc đúng rồi. No. Shot. Shot. Ốc. Shot. No. Ốc. Đúng rồi. Anh bị nói đúng rồi. Ốc. Ốc. Xí. Xí. Giấm mè. Em bị ít ốc. Đúng không? Ăn mà được yên với mấy đứa này thì cũng hơi mệt ra cả nhà. Ăn bánh rừng đấy. Đâu chị em mì. Naughty mommy. Nà, mommy naughty hả? Yeah. Mommy naughty. Mommy đâu có naughty đâu. Amy naughty. Vậy luôn á.
No, but not English. No. What's that? I'm a good girl. With you, I'm is no. Something. Video. Mommy, I video. Just recorded video. Mommy, video. Hello, xin chào. Oh, xin chào cả nhà. Yeah. Xin chào các cô. Snack. I touch his tongue down. Mm. This is mommy. Ăn bánh đi. Mời mẹ chưa? Mời mommy. Rồi, cảm ơn em mẹ. Thanh chân. Stop. Mommy, I'm going to be baby. Lâu đổi món thôi cho cả ăn cái kiểu mà kiểu luộc của Việt Nam mà chấm mắm gừng thì ngon thôi. Bánh dạ nặng bánh kiểu Việt Nam mình ngon hơn nha. Còn miếng nào không? Đây mình nói bye bye cả nhà, hôn cả nhà. Rồi xin chào cả nhà lại nha. Mấy đứa nó ăn xong rồi nó đi rồi, ở lại với mấy đứa nhỏ nó khó lắm. Con muốn cái gì? Con muốn ăn cái này hả? Nè, muốn ăn trứng nha, ăn thử trứng nha. Trứng xịt đầu nghe. Đây ngồi vô, đúng rồi, em mày giỏi quá. Em mày ăn trứng, em mày ngồi đây. Ngon trứng. Ok, cái này lấy ra nha. Này đi chỗ khác nha. Ok. Ăn chị. Ok. Thank you, mommy. Thank you, Amy. Mẹ làm trứng cho con nhé. Đây, con uống đây nè. Ăn cái này nha. Ăn cái này nha. À, con bỏ đây hả? Để mẹ bỏ đây nhé. Mimi ăn trứng lộn, mời cả nhà. Yeah, giỏi quá. Đây. Nhiều nước quá. Dạ đúng rồi. Đây này. Đây. No, put table. À, bỏ thầy bỏ. Đây, con tự ăn đi. Ngon. Em mình nói ngon quá. Thơm ấp là đây nè. Yeah. Thơm ấp nó ăn. Thơm ấp đó. Ngon không? Ngon quá. Thơm ấp đâu. Ấm ấp. Đưa mẹ ăn á. Mẹ ăn không? Cho mẹ ăn không? Dạ. Cả nhà ơi. Pasta. Muối tiêu. Bạn này là thử được mọi thứ luôn nha. Đây. Không mặn không được ăn. Đây. Không à? What tip à? No more? Ok. Đừng đó. Ngon nha cả nhà. Mời cả nhà lại nha. Mấy tập luôn á. Ê, mấy bạn
Đây là rau răm nè. Ở nhà mùa này rau răm nó lạnh quá chết rồi. Chết hết rồi cho nên còn ít à. Coi thử mình ăn được mấy trứng nha. Bây giờ mấy đứa đi trễ rồi, mấy đứa đi đọc sách. Mình thích ăn trứng vịt lộn non non thôi chứ nó già quá mình cũng sợ. Bỏ qua đây đi. Gừng nha cả nhà. Cái này mới chín nè. Rau răm mới chín cả nhà. Ở đây mấy đứa nhỏ đi học sớm cho nên là cũng tranh thủ ngủ sớm lắm cả nhà ơi. Cho nên mà mấy bạn không vào video lâu được. Mà mấy đứa nhỏ nó ngồi trong video lâu quá nó cũng không chịu được. Bữa nay mà có đồ ăn Việt Nam là phải vất vả lắm mới có được, cả nhà đi lên trung tâm London mới có được. Cả nhà ơi, mình không có nghĩ là mình ăn hết 6 cái trứng này được. Mình ăn 4 cái thôi, còn 2 cái để lại. Đây thì mình, tại vì mình ăn một dĩa ốc nhiều quá rồi mà ăn thêm 6 cái trứng nữa nó nhiều quá, mình ăn không có nổi, mình no quá rồi. Vậy là cái video của mình đến đây là kết thúc. Thì cả nhà ơi, cả nhà nhớ like cho video của mình, và ai chưa subscribe thì nhớ cho mình một cái subscribe nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye.